Hành lang pháp lý hiện tại đang mở ra rất nhiều cơ hội, nhưng nếu người dân không tận dụng được thì cũng không thành công. Rõ ràng ở các vùng dự án chúng tôi thấy là có sự thay đổi hẳn về nhận thức. Nhận thức là cái gì? Nhận thức là cái quyền được tham gia, quyền được đóng góp vào cái tiến trình sửa đổi bổ sung luật. Và rõ ràng và vì vậy là ở tất cả các dự án thì người dân cũng như các tổ chức xã hội đều tham gia rất tích cực. Ở Việt Nam có lẽ không có chung cư nào như thế này. Ở đây là chị em ở đây là toàn bộ là phụ nữ đơn thân, nuôi con một mình. Sống bằng nghề là lao động phổ thông là chính. Cuộc sống của họ rất là khó khăn. Các chị em ở đây đang áp dụng các kỹ năng vận động chính sách mà họ có được trong khuôn khổ dự án do Paraf tài trợ và vấn đề nhà ở mà họ mới gặp phải ngay sau khi dự án kết thúc. 126 phụ nữ sống trong 4 tòa nhà chung cư này trước đây chưa bao giờ tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách pháp luật. Nhưng với sự hỗ trợ của quỹ Paraf, một tổ chức xã hội ở Đà Nẵng đã thay đổi thực tế này. Mục đích chính của dự án đó là góp phần đem tiếng nói của những người phụ nữ yếu thế, đó là phụ nữ nghèo đơn thân đang nuôi con nhỏ, mang những tiếng nói ý kiến của họ đến cho các cơ quan thẩm quyền cao hơn như văn phòng quốc hội hoặc hội đồng nhân dân, để họ có thể được ghi nhận những tiếng nói của họ. Chứ trước giờ là những người này là đa phần người ta cũng không biết được, nếu người ta có muốn ý kiến gì thì người ta cũng không biết cơ quan nào. Khi mà Paraf triển khai cái việc mà tham vấn và lấy ý kiến của chính những cái hộ gia đình phụ nữ đơn thân đó, thì rõ ràng là cái tiếng nói của họ là ngay đối tượng của họ, thì đương nhiên nó sát sườn rồi, rất là cụ thể rồi. Có thể là cái suy nghĩ nó, của họ có thể là nó bộc trực, cũng có thể nó đơn giản, nó cụ thể quá, nhưng mà người làm chính sách từ những cái đó thì đó là những cái nền tảng cơ sở, thì anh mới có tổng hợp, anh mới có thể là khái quát lên thành cái chính sách để mà hoàn thiện chính sách. Điều đáng chú ý là sau khi kết thúc dự án, các chị em đã sử dụng ngay quyền tham gia mà mình mới được thực hành để cất lên tiếng nói cho một vấn đề chính sách bức xúc mới xuất hiện. Bước qua 2015, tháng 1 2015 là tiền nhà là lên cao, lên gấp 5 lần. Tăng tiền nhà không, người dân họ không hề biết. Thấy dán thông báo ở phòng bảo vệ họ mới biết. Lúc đó chị em cũng tập trung lại lấy ý kiến chung để mà viết đơn trình với thành phố, với ban quản lý nhà, với hội bảo trợ, với phụ nữ để mà xin cứu sát lại cho cái vấn đề tiền thuê nhà của bọn chị. Trong khi chờ đợi cơ quan quản lý tiếp thu ý kiến thì các phụ nữ ở đây vẫn tất bật với cuộc sống mưu sinh. Nhưng qua các hoạt động cùng với tổ chức xã hội, họ đã biết được quyền tham gia của mình và không ngần ngại tiếp tục cất lên tiếng nói.